Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại video tiếp theo của chúng mình. Thì sáng nay chị Như ở Tây Ninh xuống rất là sớm với chúng chị, có đem theo là ghế đồ dưới một đài của chúng chị. Đây ghế này là mình chừng nào sử dụng mới đem ra sao chị? À để ngồi ha. Dạ dạ, đây xé rồi, xé là cũng được rồi. Dạ. Ừ, cứng hả? Rồi, về cái bữa hổm lên lần rồi mới nói là trời ơi sao mình lên không có cái ghế ngồi để cho mấy người lớn tuổi lên viếng chú. Ồ quá im, quá im. Quá im ha. Đó. Sướng chưa? Quá im. Hôm nay mình xách lên. Trời nắng mình vô cái làng người đó. Ờ, mình xách lên mình đi tắt nó cũng gần đó. Vài bữa đó mình có cái dù nữa ha. Có đặt này, đặt dù chưa? Chị ấy á, chị gì? Chị Lan hả? Không, chị Lan chưa đứt rồi. À. Cái miếng này chắc mình mướn luôn. À, chị Lạc ở Úc Đa ở Mỹ phải không? À, biết chị đó rồi. À. Chị bảo là mua dùng chị đấy nhưng mà. À, ý là chị muốn là chị Lan chỉ muốn là mua luôn, đúng không? Nhưng mà bên qua viên đâu cho đâu không anh? Không, mình chỉ cần nắng mình giúp anh em. Anh cho tôi nước nha. Qua đó, chị qua thì anh vô hôm qua anh xin phép là anh đặt hai cái dùng rất đẹp nha. Đúng rồi. Con cái là 3,5 triệu. Đúng rồi. Hai cái rất là đẹp luôn. Anh tính đặt hai bên này á, thì chị xin phép Hồ Quyên. Hồ Quyên bảo là ở đây mấy cô chú cho anh hoa quả, trái cây cho cúng cho mình dùng. Hồ Quyên nó có thuê, bên đây là không chấp nhận. Hồ Quyên đưa cái bản giá đó. Cái bản giá anh đưa cho anh em coi đó. Anh đúng rồi, đúng rồi. Hồ Quyên bảo là thì rất là nhỏ nha cái dù. Tức là cho thuê chứ là mà chứ là mình mua vô đây là cô là không có cho. À. 83 triệu. Wow. Cho nên mình thuê 3 tháng nó mất hết 7 triệu ha. 7 triệu mà mình mua đứt luôn nó lại rẻ hơn. Mà không được cho mua. À. Được, bỏ tài biết rồi. Cho nên là Hồ Quyên bảo là anh Tiết, Hồ Quyên bảo là chỉ có cô Sáu với mẹ chú Thành á. Ừ. Nhà lên lọc đầu ký với anh là chú Trọng có Hồ Quyên. À. Cho nên anh nhờ chú Thành bảo là anh Sơn đưa lên đó. Để cái chồng có cái được tiền cho. À. Cho anh Thành đóng tiền Hồ Quyên. Tại tiền đó của chị Đạt này cũng vì bữa nay anh nói với bên gia đình luôn ấy. Anh nói rồi đó, không có. Nói rồi qua hả? Rồi thì nào chắc ta thủ lần hôm nay sẽ gắn thêm ở đây nha cô chú. Gắn cái máy. 4 mét nha cô chú, 4 mét. Ồ vậy là mình gắn nguyên cái máy luôn chứ không phải là dù hả anh? Cái máy đây nè. Rồi ok đúng rồi. Ồ vậy là bà con đến đây viếng là có cái bóng mát rồi. Bao nhiêu 4 mét nha. 4 mét vuông hay gì? 4 mét vuông. À biết rồi. 4 mét vuông là mình ở cái này tại vì cái này. Ủa chú chị Như ở Tây Ninh đem những cái bánh của mình từ nhà từ ở Tây Ninh xuống và hình như là Dung biết là chị làm đây là tự chị nhà tự hả? Tự nhà làm luôn với chú chị. Đó. Theo như Dung mình biết là chị làm mà cái bánh này là nhiều đời rồi. Đó, nhiều đời ông bà truyền lại rồi rất là ngon nghe quý chú chị. Với 3 tháng là lấy 8 tháng một ngày, tính ra là 3 tháng là mất hết mấy được mấy là 7 được 2 đó. Còn cái dù ra một cái đàm uống là sáng bia. Sáng sớm uống bia ăn bánh tráng. Đây là món quà quê của chú chị từ Tây Ninh. Của chị là Như đem xuống tiên là nó không có cao sang nhưng mà cái tấm lòng nó chất chứa trong đây quý chú chị. Cúng canh năm sao thì cho mấy chú YouTube ăn nha. Dạ. Đưa ăn với chị cho vui vẻ ha. Ý là cúng xong của chú không là mấy anh em con phải tỉnh lọc ha cô. Dạ. À, cô Thanh Nguyên Huệ bên kia nữa ha. Dưới hai trái dừa có cái hình bông sen quý chú chị. Nè. Dạ. Hát cái tuồng Neo Sọ Ốc Hến với ông Thanh Điền hai vợ chồng. Dạ. Mình cũng có chụp hình với cô Thanh Huệ đi. Mà cô có gặp là chú Vũ Linh ở ngoài đời chưa chú có? Dạ, hồi còn nhỏ. Dạ, giờ lớn. Cái sau này đâu có dễ gì gặp không. Dạ. Miễn có gặp là quý rồi cô. Con cô đây xuống ngoài hả? Cô đang xuống ngoài hả? Tại hôm nay là nôn mua mấy cái ghế đem xuống để lễ 30 tháng 4 cái phết tới giếng. Để còn sắp cho nó ngay là quý chú chị ơi. Để sắp cho nó ngay là ha. Đó, đây là những cái ghế này là của cô mua nè.
À, đúng rồi, để cho là khán giả mà đến đây á, thắp hương xong rồi thì đi ra đây mình có chỗ ngồi quý chính trị, hoặc là mình đem vô bên trong này cúng đất đai, đúng rồi, cúng đất đai quý chính trị. Quá quý luôn quý chính trị ơi. Nói chung sáng mấy anh em mình dọn hoa ra rồi, thì có hai vị khán giả đó là cũng chị Như ở Tây Ninh với một người cô đem những cái món quà quê tự tự nhà làm của chúng chị đó, đem lên đây quà hai cái ba cái bình bình phát tài, hai cái bình phát tài có ba nhánh, mỗi một bình là như mình thấy là có ba nhánh của chúng chị phát tài nè, có đem lên nè. Này ô, để trước nhìn thấy cũng lung linh luôn hết anh. Nhưng mà không được, tại đúng rồi, nói vui là mình để chân thôi chứ bàn mà để cúng cậu thì không có để nuôi cá này được. Hồi hổm có chị ở Malaysia, chị Kiều Malaysia bay về đó anh, trong vòng 10 ngày đó có đem cá theo đó, nhưng mà anh xô lên đã phóng sinh, lên phóng sinh rồi. Nó vui ra nghe quý chính trị chứ không thể nào mà bỏ cá vô đây được, tại cái bằng thờ của chú được nha. Dạ. Cái này để đây con đếm lâu cả năm được luôn á. Dạ. Cái thằng tài. Nó này có nó cao. Dạ. Không có đi mưa hả? Lớn lắm. Tầm khoảng 6 giờ chiều hả con? Lớn rồi. Ở đang thấy dông chứ mà không có mưa. Cái nhỏ này à? Nhưng mà lớn, gió quá trời, gió lặng tay luôn. Dạ. À cô chú. À. Mấy cái ghế dựa nữa mà nó chở không được. Nó lên mình xách mấy cái ghế này thôi con. Có mua 4 cái ghế kia rồi. Dạ. Không. Chở ghế đó hút. Không, bốn cái ghế này nhìn nè cô thấy không, đẩy nhìn vô cô thấy nó dễ thương dữ trời, dễ thương không con. Thấy không, nhưng ở đây thì có cái mâm bánh mình cũng rất là cái đai chiếc ghế nha. Dễ thương đó, đó. Cô bác nào đi đến đây nè buổi sáng sớm với buổi chiều cũng phải ngồi ở đây, tức là anh em mình cứ ngồi lên cái đầu mã mà thấy kỳ kỳ ha. Dạ. Con cái con cái chở không không nổi. Một, một cái này rẻ không cô? Đó 95 ngàn. Wow. 95 ngàn cũng xịn á. Ồ dễ vậy. Tắt nó cũng dễ nữa. Xong rồi cái mình muốn xếp em xếp trong gấp nào cũng được, xếp bạch nè. Cái này con nghĩ là không mua cái này hợp lý. Đúng rồi đó, tính hết rồi mới mua. Người ta tới đây là sẽ ngồi. Nhưng mà mốt mấy anh em mình mua cái quá anh. Bây giờ má xe đi quay cái. Đúng rồi. Có cái thứ lùng lùng nữa mà không mua lùng mà xe khác không xe ha. À. Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Anh chị đấy nha. Anh chị cảm ơn chị Như nha. Dạ. À mua nước cho mọi người uống nha. Cho chú Tiểu 100 ngàn. Dạ, cho chú Tiểu 100 ngàn. Rồi, em cảm ơn chị luôn. Rồi 200 ngàn để là em mua nước anh em uống nữa. Dạ, cảm ơn chị nha. Quá quý. Chị mua nước cho anh em uống. Hôm trưa chị mua lần nữa không? Không, hôm qua là chị gỡ mua rồi. Hôm qua. Hôm trước là chị mới mua nữa. Anh em uống nước. Nắng quá uống nước. Dạ, dạ. Nắng quá uống nước. Dạ, dạ. Hồi hồi ai cũng tặng vậy mà. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, em để có tình hình với một năm của chú Vũ vậy. Lại hai cô cháu cũng có giặt mộ hết sẵn bây giờ chứ. Dạ. Đây là. Đúng không? Dạ. Chú Tiểu 100, em 100, 200 ngàn uống mua nước cho em. Dạ. Còn cái 100 này là của cô. Của cô luôn hả? Ừ. Ủa ít lòng nhiều nghe. Đúng. Đúng. Hôm qua là của chị nào á? Chị gì? Úc Hoạch. Úc Hoạch. Úc Hoạch còn dư 80 ngàn. Chị Úc Hoạch còn dư 80 ngàn nữa. Là em sẽ để vô quỹ này luôn. Để là mua nước cho anh em uống luôn. Cộng vô. Dạ. Quá quý. Rồi con cảm ơn cô ha. Cảm ơn chú. Cô với chị. À quý chú chị. À chị Như hôm qua thì chị Úc Hoạch cũng đưa cho mình 200 ngàn. Mua còn dư là 80. Bữa nay là cô đây 100 ngàn. À, là 108 với chị Như 100 ngàn nữa là 280.
Ủa 200 ngàn chứ là 380 đúng. 380 rồi 100 ngàn. Mấy ngày 2-3 ngày á. 100 ngàn là gửi cho Khang, 100 ngàn là gửi cho Minh. Đó. Dạ. Nói chung là con mua con điện người ta đem vô đây là anh em nào muốn uống cái gì uống. Dạ. Nè bà con thấy nè, anh em buổi sáng không mà đổ mồ hôi thấy không? Đó, từ buổi trưa là nó nóng lắm. Rồi. Ủa sáng có đi rồi. Dạ. Ồ quá quý cô chú ơi. Tại vì từ Tây Ninh mà xuống đây mà, bởi vì cho nên là rất là sớm luôn. Dạ. Nói chung là được. Nó ở Tây Ninh, nó chạy lên cô ở Củ Chi. Còn còn cái đây là bánh tráng của chị đã làm nhà luôn. Tự làm. Dạ. Em như em biết là chị làm mà là nhiều đời rồi đó. Wow. Tự làm thì nó rất là quý nha quý chị, ngon lắm, giòn được luôn hả? Dạ. Con nghĩ bánh này rất là giòn luôn cô, tại vì nè, nè, nó gấp gấp luôn. Quá tuyệt vời luôn quý cô chú anh chị rồi, sáng sớm luôn. Dạ, con cảm ơn cô hay cô. Dạ. Chị có chị rửa máy rồi hả chị? Ồ em mới đi ra ngoài tí xíu à, là chị ở đây chị dọn sạch nè, sạch bóng luôn rồi. Wow. Quá vậy về chị Như sáng xuống rất là sớm luôn, 4 giờ là từ ở trên Tây Ninh xuống đây của chúng chị thấy là cái bàn nó quá trời bồ bề bộn mà quý chúng chị, cho nên là chị dọn lại nè, rất là sạch sẽ luôn chị, rửa luôn. Cái lon này lon không để em bỏ ha chị. Hả? À, để em nữa chuẩn bị soạn một cái bọc riêng để em máng em bỏ ngoài kia. Rồi đúng rồi, để em đi kiếm cái bọc. Rồi, khi nào mà bà con mà dạ nè đi đến đây á quý chú chị thì đem lon này lon kia lỡ mình sẽ đem bỏ ngoài kia. Đúng rồi đúng rồi. Đây chút xíu thì mình sẽ chưa để đem một cái bọc vô quý chú chị. Nè. Không mà. Ủa chồng con nó hổ người nha. Làm như là thấy trước mắt mà thấy là không có ấy thì chị làm. Cũng như là chị đến đây thấy sái mắt thì làm muốn chứ gì. Vậy là chị đang gọi là nuôi mấy con chó heo hả? Mà nuôi nhiều chó không chị? Chó ở luôn hả? Rồi ạ. Ô, hôm nào em đi lên chảnh em quay mấy con chó chị được không chị? Sao ạ? Không ý là em quay thì quay động vật. Có người mà có cái tấm lòng mà nuôi chó nhiều như vậy là không phải là đơn giản em quý chú chị, nó thật sự luôn. Với lại nó bị nó tự động nó tới luôn. Đúng rồi. Nuôi nó. Rồi, quý. Dạ. Không nuôi đó chuyện phí cao lắm, phải cho nó chăm sóc phải nhiều lắm không á. Dạ, đúng rồi chị ơi. Dạ. Chị cũng có cái tâm lành cho nên là nuôi những cái chú chó của bà con, ví dụ như bỏ hoặc là lạc của chú chị thì chị sẽ nhận về. Ồ, chị dọn dẹp rất là tươm tắt luôn quý chú chị ơi. Quá ta. Đó. Đúng rồi, quá giải luôn. Mấy em đi vô dọn bông hoa còn nhiều thứ lắm chị. Chị nhà chị đâu chị nói gì đây. Vô mà dọn dẹp nữa là xứ.
Dạ. Kêu ở đâu chứ? Củ chi. Củ chi. Quá trời. Quá trời bờ bộ mình cũng chứ gì. Dạ. Dạ. Nói chung là sáng nay mà có hai chị này. Cô thứ mấy cô? Cô thứ năm, cô năm với chị Như. À, sáng làm việc và tôm tắt anh em thì chỉ bà con biết không, thanh niên con trai không, đâu có cái tỉ mỉ như vậy đâu, mà chỉ dọn hoa này kia được ra thôi chứ. Trời ơi, chị mạnh rồi á. Vậy còn hơn hơn con trai nữa. Vậy hồi nãy kêu đại gia mà đi làm hồ tịch. Tao không ý nói là chị, theo như em biết á, chị là dư sức đi làm hồ luôn á. Cái tại vì chị mà mạnh cái thùng nước đầy ngốc luôn quý chúng vậy mà chị vừa xách vừa chạy. Mà đặc biệt con gái là không có đổ nha. Dạ. Mặt xe nổi tiếng luôn đó. Của bà không làm học ở bên nước ngoài về là phải ở đây đâu. Dạ. Chị Như, chị Năm. Cái cô. Thôi chị làm rồi. Lúp xúp rồi. Hôm nay cô đi vậy chứ hai với hai đứa cháu ngoài thằng Thiết vô. Dạ. Giờ nó đang ngồi quán cà phê chờ cô vậy. Đó, ngồi một chút xíu á cô. Con mời cô với chị uống nước với con gái ha, đi nha. Không, con đi. Không, uống nước. Tại vì chị em cũng quen biết trên Zalo cũng lâu rồi. Mà nay có dịp. Con thì con thấy cô xuống đây mấy lần rồi nhưng mà con không có gần cô. Ừ, con chỉ thấy cô là đem xuống đây là cúng hương thôi chứ cũng ít nên nói chuyện với cô. Dạ đúng rồi. Dạ. Con sói rồi hết rồi, sói rồi thắm thui chút gì rồi. Nhưng mà thấy gì đó cô, nhưng mà mình dỡ cái gạp này qua trong thời gian là tháng trời là nó mọc lại cô. Ngộ gì đó cỏ không biết nó. Dạ. Ngồi em là khâm phục chị luôn á. Chị vô đi vô chạy luôn. Ôi ngờ chị bắt cái này làm cái quýt chạy dơm nè. Em nè nhìn vô này chị. Nó sạch khủng khiếp luôn, phải nói luôn. Thật là bất ngờ luôn anh. Anh thấy không? Anh em mình đến đây chỉ dọn hoa ra. Rồi ấy mũ này không rồi tứ thôi ha. Mà thấy cái sàn của chú á, nó đâu có được đẹp gì đâu. Mà chị Như ở Tây Ninh như là cô Năm là đi xuống đây là sáng giờ luôn, 4 giờ sáng là chị đã đi xuống đây rồi quý chú chị. À, dẹp nè. Dẹp là nè. Phải nói là mình hoặc là kinh khủng luôn quý chú gì vậy. Thì đang còn lò mò gì ngoài vậy kìa. Quá trời luôn. Đi làm mạnh dạn lắm quý chú vậy. Con không em? Ồ. Này. Anh à. Có cần quầy không? Có quẹn nè anh. Không phải nói luôn rồi, sạch sẽ quý chú chị. Nè, bóng hơi luôn.
À, quý cô chú, anh chị thì Duy Minh cũng thông báo cho bà con là hôm nay là mấy anh em đi lấy hai cái chậu này ra sớm nghe quý cô chú anh chị. Hôm qua là bà con cô bác á là cứ thắc mắc hoài luôn, nhưng mà buổi chiều lại mình mới đọc comment mình mới thấy là mình thấy là bà con hỏi hai cái bình cổ. Cái này không phải là bình cổ quý chú anh chị, một số cô bác nói là không phải là bình cổ mà là bình gốm sứ gì đó. Giá của nó tầm là cũng khoảng mắc cũng là 2 triệu mấy, mà rẻ thì cũng khoảng tầm 1 triệu mấy một cái. Là hình như là chị Hồng Ngọc có tư vấn cho mình, chị Hồng Ngọc là tặng những cái hoa này nè quý chị, có tư vấn cho mình là cái bình này khoảng mắc của nó là khoảng tầm 2 triệu mấy, chứ không phải bình cổ, nó là bình gốm sứ gì đó. Và rẻ nhất của nó là khoảng tầm 1 triệu mấy. Dạ. 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 Mà tím nó cũng có cái hoa tươi đó cô, cái hoa tươi kia là mấy anh em định là chắc phải để ngoài, rồi không biết có bên người đặt hoa để hỏi ý kiến coi có cấm là cái hoa khác hay không, nên là chưa dám bỏ tại vì của khán giả, cho nên là không dám cô. Dạ. Cái này là xá anh yêu sắp qua đây hả ta? Bây giờ sắp qua đâu thì mình sắp. Nếu mà gì có một số bà con lại là ý kiến là nên sắp những cái hoa này nè ở sau đó, phía sau đó. À, vậy là đổi phong thủy rồi ha. Ngon, đúng rồi, hơn như là cái này là hôm qua để bên đây mà. Cái này là để bên đây, để cái góc này nè. Ồ, vừa đi vô là bật một cái sáng rực lên ha. Bật như mắt luôn như vậy. Có hoa này là như của cô Năm. Bạn tên lô trong ta là như không còn nữa. Họ gì vậy? Có người dạ. Phải không cô? Thiệt mà. Nếu mà có thì con tính gì với cô? Nếu mà có là con mời cô đi ăn hoặc là đi uống nước. Cam kết luôn, hỏi nhỏ kia đi, cô nói đâu là có đó. Vậy là con sẽ mời cô đi uống nước. Cô nằm, cô ngủ, cô thấy gì là cô sáng mai là cô nói là nguyên cái xóm sợ cô luôn. Hồi sáng á, là cô gửi mấy anh em mình tiền á, đi uống nước á, nhưng mà để chưa nè hả mua ha. Dạ. Chưa mình còn phải chờ đợi nè. Trời ơi, nhưng mà lại thương quá. Ở đây nè. Chị làm vừa nhanh vừa lẹ vừa gọn luôn á, nó thật sự luôn á. Cái mẫu người này là cái mẫu người của gia đình nè quý chú anh chị. Mỗi người có gia đình thường thường á, em ấy ở dưới quê á là mà chị chạy vừa làm vừa chạy. Ồ, thì bởi vì chị vừa khỏe là đúng rồi, cậu Năm độ cho chị khỏe là đúng rồi. 38 tuổi. ông giả chị đó, ông giả bộ đó chị ơi. Ông chồng chị á. Chị làm phải nói luôn. Phải nói luôn, chị mình thấy rất là khâm phục nha. Những mấy người mà mẫu người như vậy đó, khi mà về gia đình đó, người ta làm việc rất là siêng năng luôn. Dứt khoát. Người ta không cần mình, ta không quan tâm đến là anh em mình nói gì, người ta chủ yếu làm vô cái công việc của ta thôi. Có thể thấy nè, cơm tắt sạch sẽ luôn. Phải nói là cái gái nó không phục luôn. Hôm nay là khách đi kiếm nhiều lắm nè. Đúng rồi. Những video anh em mình chia sẻ. Sáng là chị xuống là 4 giờ là chị đã đi xuống đây rồi đó. Là tới đây là hình như là 5 giờ mấy. 5 giờ mấy là chị tới đúng không em? Hình như 5 mấy 6 giờ đúng không? 6 giờ mấy. Không, một sáng chị rồi sớm anh chưa lại nó đó nha. Anh lại rồi. Anh lại rồi. Lại rồi hả? À, lại rồi hả? À, rồi chị đã lại rồi đó. Hết xăng. Hết xăng, nếu mà đi lại bia đường nó đi 200
Nếu mà không hết xăng là chắc chị còn đi sớm nữa. Đi tới sớm hơn nữa. Xe gần hết còn ít thôi, tôi cứ lo lắng. À. Tìm cái xăng. Nhưng mà cuối cùng lại lại đến đây sớm ha, cũng hên đó, nhờ được về chú cũng đậu á. Đúng. Chú như là tới cầu Phú Cường luôn. Xong á, nó nói cô cái sân khấu mà thế mình giờ mà nó nói mình má cô mê cả lường lắm, mê Vũ Linh lắm, bây giờ nó nằm chỗ mà đi không được đó. Chứ hồi sáng hôm qua cô nói má mai con lên mọi Vũ Linh nữa nha, đi nữa đi con, cho tao gửi lời thăm ổng nha. Không cô gì vui vẻ với chị, chị thấy cho chị nói vậy đó, nhưng mà chị vui lắm, chị vui tánh, tại vì theo tiếp xúc với chị hay điện thoại gọi chị hoài á, nói chuyện với chị mình biết cái cách của chị nói hay thẳng thật quá. Tìm mấy cái nữa hả chị? Có nhiều cái thùng rác nó bỏ không đủ á. Vậy đi đổ cái thùng lớn lấy cái thùng nhỏ mới ghê chứ. Hồi sáng có hai cô Năm với chị lúc nhan xong gì xong rồi chưa chị? Chưa luôn hả? Dọn gì? Thẩn anh em ăn ha chị. Đưa em cầm cho. Đúng rồi, chị ồ đúc. Ý là mấy ảnh muốn nhìn mặt chị á, sao mà giỏi quá. Chị mới cỡ quý chú chị mới cỡ, chị dễ thương mà, chị gái dễ thương mà, trắng nữa. Cô là sao với chị cô? Hai cô cháu ở chung sớm. Ở chung sớm thôi chứ không có bà con gì ha. Ở chung sớm mà cũng thân nhau và vui vẻ gì là cũng quý lắm á. Có gì buồn cũng cô lo ơi, rồi giờ có gì vui cũng cô lo ơi. Hai con ném vô ăn ủi, chứ không phải vô đồng đất. Gì hả? 2, 7, 6, 9, 3, 5. Lô mấy lần cô? Thập đắc luôn. Thập đắc luôn. Ồ, con giống ngủ dễ sợ luôn. Mà tao ngủ đó mày tao chung 10 tỷ chắc cái này mình làm luôn. Đó. Đó là không đẹp hơn tỷ. Không quay cái này kìa. Dạ. Ủa, cái quẹt này hư hả? Rồi, hư rồi. Thì đốt lần 2 điếu luôn. Không á, vé vô nào không có ba số anh là không mua. Ba số 5 hay cô? Ba số anh. Anh hả? Số của anh đó, phải như mấy ngàn gói đó. Gì hả? Mua cái đó nó mới ghê. Trời, con không có hút thuốc cho nên là con không có rành. Ba số anh. Hồi nãy giờ tắt vô ba cái tập quá mà hở có ba số anh không lại không có là nó đi luôn. Rồi nó đòi mua cái gì á, cái tay cơ gì nó không có, không tay cơ, không có hay đi ken cũng đi luôn. Cô cũng nghe rất là vui vẻ luôn quý chú chị ạ. Đây mình giục cái này cho đi. Cái hư quẹt này hư rồi. Có chừng nó ấy á chị. Nó thằng Nhan nó vô ấy á. Chị mới cỡ người dân mặt mạc của chị, dân miền Tây mà. Tây Ninh là cũng miền Tây đó không cô? Tây Ninh là miền Tây á. Nhãn bàn Tây Ninh. Dạ. Quê ngoại con là cũng ở Tây Ninh, Tòa Thánh Tây Ninh. Gốc con ở Tây Ninh. Gốc nội con thì ở Kiên Giang. Ở Hòn Đất, Kiên Giang.
Con có số di động của con không? Dạ con có, chị có mà. Chị hay gọi, hôm qua là chị cũng gọi con hôm trước kia đặt nước để đặt nước suối nè, 2 thùng là 4 lốc với là 200.000 tiền nước để cho mấy anh em uống. Hôm nay sáng chị cũng gỡ 200.000 tiền nước với cô 100. Rồi hôm qua mày quá cái gì mày không bỏ ra á. Để con mua ghế chứ. Hai cô cháu gì là thì thương lắm á. Con nói cái gì mày cũng dành hết trơn vậy. Không hiểu. Trả tiền mà cũng dành đâu quý anh chị. Người ta có người thì ta dành tiền, chỗ này dành trả dành chi mà cũng dành. Bởi vì không có. Dạ hợp lý con. Hôm qua 1 tiếng là để bên đó đó, mà sao sáng hôm nay chắc anh đi sáng ông quên hết sao á. Ông sắp ngược lại bên đây. Vậy vậy tứ cây cũng đi tứ cây của nó. Tứ cây. À tứ cây. À để em mốt em rồi của chị phải không? Chị gửi cho em đi rồi em sẽ chăm sóc luôn. Rồi. Không. Rồi, ok em biết cái này của chị Như rồi. Để em mốt tưới nè. Để em mốt nè chị. Để mơ mốt em chăm sóc giùm cho. Đúng rồi, bữa sạch mà. Rồi. Không không, không hư đâu, để em chăm sóc cho. Ôi. Phải đó luôn chị ơi. Bạn gì hả chị? Dạ chưa là nắng nắng lên là mấy anh em hỏi ý kiến mấy anh em giờ mua nước được không là em sẽ đi mua. Dạ không, để hỏi ý kiến giờ nào mà mấy anh em nắng nóng á, mấy anh em muốn nước thì mua cho mấy anh em. Dạ dạ con có kết bạn Zalo với chị nè, có gì dạ gì hết chị Nhơn bye dạ cô cái ơi cô dạ. Dạ. Đúng rồi. Rồi sáng em quay video sáng em đăng lên đó chị. Của ít lòng nhiều nha. Bánh nhà là ăn. Chút xíu mấy con thỉnh luôn nha cô. Dạ. Dạ. Chút xíu mấy anh em chia ra. Tại cần ở Tây Ninh nữa. Ghê thiệt chứ sợ. Số Zalo của cô số mấy? Số mấy để con bấm đi. 034 034 856 0667 0667 Nguyễn Loan. Dạ. Rồi mời mở Zalo tao thôi mày khách. Dạ. Cô lo. Cô lo củ chi hả cô? Ngọt nè. Nè, anh cho em phì phà giống anh nè. Thay nước rồi chưa? Thay rồi chị ạ. Thay rồi, sáng em thay rồi chị. Dạ. Dạ. Cô vô mở hàng. Đâu? Chắc là mà cô có hàng á cho mình đắt đó nha. Rồi bye bye cô. Rồi chị. Đấy. Cô chị. Nghèo nghèo mà có tình thì cao quý hơn nha chị ơi. À, giàu mà không có tình thì khi người thì cũng như không à. Dạ luôn. Em thích những người nghèo. Đó. Ờ vậy đó em không mơ mốt em lên nhớ cho em mà ăn bánh bánh ở nhà làm nha. Rồi mơ mốt em đi lên nhà chị với cô nhé cô, cho con lên con. Dạ rồi. Ồ chị làm cái gì mà cũng gẹt.
Rồi chúc cô với chị đi đường thuận lộ bình an, gặp nhiều may mắn nha. Chúc cô với chị nhiều sức khỏe nha. Wow. À. Và rồi mấy bác hai chạy chậm chậm ha chị. Rồi. Rồi. Nó chị làm gì cũng nhanh trơn á, bó tay luôn á. Thật sự nãy thì chứ. Ô nha. Khá nãy thì mình đi vô trong đây cho bà con xem lại cái nữa ha. Thật sự là khâm phục chứ luôn, chị làm trong vòng là một nút nhạc chứ đó. Nè lẹ lắm nè, nè. Quét xăng cỏ đồ rồi bánh trái cúng kiến xong xuôi hết luôn. Quý chúng chị nè. Đó là tâm tắc luôn, rất hưởng nãy luôn. Sáng rồi chị với con mua 4 cái ghế vô nè, chị còn nói mua nữa nghe quý chú chị. Có gì là chị gọi cho mình đó. Đó nè, để mình vô quay là cho bà con ha. Chào anh gì quên rồi, anh Khang sắp bay đây cho mình quay cận cảnh cho tất cả bà con xem những cái hình lùa ha này lại. Thì mấy anh em hồi sáng vô chia sẻ cái clip đầu tiên thì đó tôm tắt của chú chị nè, thấy không? Ủa cái hình này của chú hồi tối là chú hát cái là cũng muốn khóc luôn, chú khóc luôn á, thật sự luôn á. Nghe chị Phượng, chị Hồng Phượng hát vừa xong ha, chú cắt lên một cái ha, nó nhói lòng luôn á chú chị, thật sự luôn quá. Chị quý chú thương chú quá trời chú ơi chú hả? Cảm ơn chú nha chú. Quá trời ơi, cái hình này của chị Hồng Phượng phải nói là chị đặt sao mà làm như trùng hợp cũng có duyên với chị hay sao á, đặt sao mà ngay cái mà hình mà mình trong cái vở tuồng luôn sư bá là mình thích nhất luôn quý chú chị, thật sự luôn, ấn tượng. Hồi xưa mình còn nhỏ mình thích, mình còn hay ca bảy á quý chú chị, tại nít mà ca xưa ca gì là lướng cái gì à, lướng sư bá chúc anh đài mà ăn trái chuối với trái xài. Hồi xưa mình còn nít là mình ghiền ghét mà mình ca theo mà mình ca chế lại á, thích á. Ca chế lại rồi vui luôn. Ngày xưa mình nhớ là ngày xưa mình vui lắm, chú về nhà, về khu vực của mình hát chợ Khu Mừ á, mình đã bỏ dịch ở trong nhà ở ngoài đồng mà mình đã về về mình trốn về quý chú vậy, mình ngủ trong đồng mình trốn về mình xem chú và mình lên mình ôm hung chú được một cái làm như bây giờ thì nó lại có cái duyên lợi, đúng là chờ sắp đặt hay sao quý chú chị ạ, đó là mình cũng được có cái duyên lành với chú mới được là chia sẻ tại ngôi mộ của chú. Một lần nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn chú đã cho phép là Duy Minh chia sẻ ở đây cho tất cả bà con được xem ở tại mộ của chú. Hoặc là khi mình nói tới chú là mình rất là xúc động luôn quý chú chị, mình không có nên nói nên lời luôn á. Thì mình nó cứ nghẹn lòng ngoài quý chú chị thôi, sợ luôn là mình không biết nói gì luôn á. Thôi thì video đến đây là chị Minh cũng xin kết thúc tại đây với chú chị thôi. Nếu mà bà con thấy video có ý nghĩa thì cho chị Minh một like, một đăng ký và chia sẻ đến tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước không được về đây để là viếng mộ chú, thì có thể hẹn lại một ngày nào đó là sẽ về đây được viếng mộ chú. Một lần nữa xin chào bà con, hẹn bà con lại một cái video tiếp theo ạ. Thank you.